Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô chào chúng ta lại bước vào chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn 9. Phân môn tiếng Việt. Tiết số 31, tổng kết về từ vựng. Ở phần mục tiêu cần đạt, cô sẽ giúp các em nắm vững hơn và biết vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học, bao gồm nghĩa của từ, thuật ngữ và biệt ngữ xã hội, các hình thức trau dồi vốn từ, từ tượng thanh và từ tượng hình. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng kiểm tra bài cũ. Họa sĩ yêu hai cây phong quê nhà với tất cả tấm lòng và tình nghĩa thủy chung, như ông đã tâm sự. Tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên cạnh chúng như một mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh. Mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh ấy là tâm hồn tuổi thơ vô cùng trong sáng. Vậy theo em, lời dẫn trong đoạn văn trên là cách dẫn gì? Chúng ta dễ dàng nhận ra, lời dẫn được đặt sau dấu hai chấm và được đặt trong ngoặc kép. Tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên cạnh chúng như một mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh là cách dẫn trực tiếp. Từ cách dẫn trực tiếp, em hãy chuyển sang lời dẫn gián tiếp. Các em chỉ làm một động tác, đó là bỏ dấu hai chấm và ngoặc kép, chúng ta sẽ thay bằng từ rằng hoặc là. Như ông đã tâm sự rằng, tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên cạnh chúng như một mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh. Giờ đây, cô trò chúng ta cùng bước vào bài mới. Các em thân mến, tiếng Việt của chúng ta vô cùng giàu đẹp và phong phú. Điều đó được thể hiện qua phương diện ngữ âm với hệ thống nguyên âm, phụ âm, ngữ pháp uyển chuyển, chính xác và từ vựng dồi dào giá trị thơ, nhạc, họa, gợi hình và giàu nhạc điệu. Trong phạm vi tiết học hôm nay, chúng ta cùng nhau tổng kết lại một vài kiến thức về từ vựng mà các em đã học từ lớp 6 đến lớp 9. Các em cùng quan sát, nghe giảng và ghi chép vào vở bài học. Một la mã nghĩa của từ. Cùng cô mở sách giáo khoa trang 123. Câu đầu tiên, ôn lại khái niệm nghĩa của từ. Các em đã biết, trong giao tiếp hàng ngày, không phải ai cũng hiểu hết nghĩa của các từ khi nghe hoặc đọc. Vậy tìm hiểu nghĩa của từ là việc rất cần thiết trong giao tiếp cũng như trong tiếp thu kiến thức. Vậy nghĩa của từ là nội dung, sự vật, hoạt động, tính chất, quan hệ mà từ biểu thị. Ví dụ, tổ tiên là các thế hệ đi trước. Chúng ta hiểu ngầm đó là những cụ, những kỵ, cha, ông, chúng ta. Chúng ta bước sang bài tập 2. Chọn cách hiểu đúng trong những cách hiểu sau. A. Nghĩa của từ mẹ là người phụ nữ có con, nói trong quan hệ với con. B. Nghĩa của từ mẹ khác với nghĩa của từ bố ở phần nghĩa người phụ nữ có con. C. Nghĩa của từ mẹ không thay đổi trong hai câu mẹ em rất hiền và thất bại là mẹ thành công. D. Nghĩa của từ mẹ không có phần nào chung với nghĩa của từ bà. Với bốn đáp án của sách giáo khoa đưa ra, em chọn cách hiểu đúng nhất. Ta dễ dàng nhận ra đó chính là câu A. Vì sao mình không chọn câu B, câu C và câu D? Bởi ta không thể chọn câu B
Vì nghĩa của mẹ chỉ khác nghĩa của bố ở phần nghĩa người phụ nữ. Và ta cũng không thể chọn C. Vì trong hai câu này, nghĩa của từ mẹ có thay đổi. Nghĩa của từ mẹ trong mẹ em rất hiền là nghĩa gốc. Còn nghĩa của từ mẹ trong thất bại là mẹ thành công là nghĩa chuyển. Và ta cũng không thể chọn câu D. Vì nghĩa của từ mẹ và nghĩa của từ bà có phần nghĩa chung là người phụ nữ. Chúng ta sang câu số 3. Cách giải thích nào trong hai cách giải thích sau là đúng? Vì sao? Độ lượng là A. Đức tính rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ. B. Rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ. Các em sẽ chọn đáp án B. Vì cách giải thích ở câu A đã vi phạm một nguyên tắc quan trọng phải tuân thủ khi giải thích nghĩa của từ. Đó là vì đã dùng một cụm từ có nghĩa thực thể, tức là đức tính rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ. Ta còn gọi đó là cụm danh từ. Để giải thích cho một từ chỉ đặc điểm, tính chất, bởi vì độ lượng chính là tính từ, do vậy nó sẽ không phù hợp. Nên ta chọn câu B. Giờ đây, chúng ta cùng bước sang phần 2 la mã, thuật ngữ và biệt ngữ xã hội. Cùng cô mở sách giáo khoa, trang 136. Đầu tiên, cô chào chúng ta sẽ ôn lại khái niệm thuật ngữ và biệt ngữ xã hội. Khái niệm thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ thường được dùng trong các văn bản khoa học và công nghệ. Biệt ngữ xã hội là chỉ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định. Vậy thì vai trò của thuật ngữ trong đời sống hiện nay như thế nào? Như các em đã biết, hiện nay đời sống phát triển. Do vậy, vai trò của thuật ngữ trong đời sống rất quan trọng. Bởi vì sao? Thứ nhất, bởi thuật ngữ phát triển là đánh giá sự phát triển của các lĩnh vực khoa học, sự đi lên của một đất nước. Thứ hai, thuật ngữ không thể thiếu khi muốn nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ. Câu số 3. Hãy liệt kê một số từ ngữ là biệt ngữ xã hội. Với bức hình này, qua trang phục, nhà cửa, các em có thể nhận ra đây chính là tầng lớp trung lưu trước cách mạng tháng 8. Vậy, cách xưng hô cậu, mợ chính là cách gọi bố mẹ của tầng lớp trung lưu trước cách mạng tháng 8 năm 1945. À, chúng ta thấy bức hình này rất gần gũi với mình, đúng không nè? Vậy thì đây chính là tầng lớp sinh viên và học sinh của chúng ta. Vậy thì có những biệt ngữ xã hội của tầng lớp sinh viên, học sinh rất quen thuộc, mà ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra. Ôi, hôm nay tớ ăn nguyên một cây gậy ở môn toán. Thì chúng ta hiểu ngay cây gậy đó là điểm 1. Tớ cũng có khác gì cậu đâu, không chịu học hành gì hết. Do vậy xơi nguyên con ngỗng. Con ngỗng đó là điểm 2. Bạn khác
lại reo lên vui sướng. Ôi, hôm nay tớ may lắm. Tớ trúng tủ câu số 1. Vậy thì trúng tủ đó là đúng vào phần đã học. Các em sang phần kế tiếp. Ba la mẹ trao dồi vốn từ. Đầu tiên, chúng ta sẽ ôn lại các hình thức trao dồi vốn từ. Đó là những hình thức nào? Thứ nhất, chúng ta rèn luyện để nắm vững nghĩa của từ và cách dùng từ. Từ đó, chúng ta rèn luyện để làm tăng vốn của từ. Câu số 2, giải thích nghĩa của những từ ngữ sau. Bách khoa toàn thư, bảo hộ mậu dịch, dự thảo đại sứ quán, hậu duệ, khẩu khí và mưu sinh. Nghĩa của các từ như sau. Bách khoa toàn thư là từ điển bách khoa, ghi đầy đủ tri thức của các ngành. Bảo hộ mậu dịch là chính sách bảo vệ sản xuất trong nước chống lại sự cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài trên thị trường nước mình. Dự thảo, thảo ra để đưa thông qua nếu dùng với tư cách là động từ. Và bản thảo để đưa thông qua thì lúc này lại là danh từ. Đại sứ quán chính là cơ quan đại diện chính thức và toàn diện của một nhà nước ở nước ngoài, do một đại sứ đặc mệnh toàn quyền đứng đầu. Vậy thì với từ đại sứ quán, các em thường hay nghe tới tổng lãnh sự quán. Vậy thì đại sứ quán và tổng lãnh sự quán giống nhau ở điểm nào? Đó là đều là cơ quan ngoại giao của một nước đặt tại một quốc gia khác. Nhưng điểm khác nhau, đại sứ quán là chịu trách nhiệm báo cáo lên Bộ Ngoại giao của nước sở tại. Và tổng lãnh sự quán là cơ quan lập ra để phụ trách một vùng nào đó. Hậu duệ là con cháu của người đã chết. Khẩu khí là khí phách của con người toát ra qua lời nói. Môi sinh là môi trường sống của sinh vật. Câu số 3. Chúng ta sẽ dự sửa lỗi dùng từ trong những câu sau. A. Lĩnh vực kinh doanh béo bổ này đã thu hút sự đầu tư của nhiều công ty lớn trên thế giới. Vậy, ở câu A này, chúng ta nhận ra lỗi dùng từ sai ở từ béo bổ. Bởi vì sao? Béo bổ là từ chỉ tính chất cung cấp nhiều chất bổ dưỡng cho cơ thể. Do vậy, chúng ta sẽ sửa từ béo bổ này bằng từ béo bở, với nghĩa dễ mang lại nhiều lợi nhuận. Câu B. Ngày xưa Dương Lễ đối xử đạm bạc với Lưu Bình là để cho Lưu Bình thấy xấu hổ mà quyết chí học hành, lập thân. Chúng ta cũng dễ dàng nhận ra lỗi dùng từ sai ở đây đó là từ đạm bạc. Bởi vì khi nhắc đến đạm bạc thì chúng ta nghĩ đến có ít thức ăn, toàn những thứ rẻ tiền và chỉ đủ ở mức tối thiểu. Ví dụ như cô có bữa ăn đạm bạc. Do vậy ta có thể thay từ đạm bạc bằng từ tệ bạc, với nghĩa là không nhớ gì ơn nghĩa, không giữ trọn tình nghĩa trước sau trong quan hệ đối xử. Những hình ảnh này, khi nhìn các em có thể dễ dàng nhận ra, đó chính là SEA Games 22. Báo chí đã tấp nập đưa tin về sự kiện SEA Games 22 được tổ chức tại Việt Nam. Vậy thì lỗi dùng từ ở đây sai, đó là ở từ
tấp nập. Vì khi nhắc đến tấp nập là ta nghĩ đến từ gợi tả quan cảnh đông người qua lại không ngớt. Do vậy ta sẽ sửa từ tấp nập này bằng từ tới tấp, có nghĩa là liên tiếp dồn dập, cái này chưa qua thì cái khác đã đến. Chúng ta sang phần 4 la mã, từ tượng thanh và từ tượng hình. Các em cùng cô mở sách giáo khoa trang 146 và 147. Đầu tiên, chúng ta sẽ ôn lại khái niệm từ tượng thanh và từ tượng hình. Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên và con người. Ví dụ, chúng ta có thể nói tiếng suối chảy róc rách nghe thật êm tai. Từ tượng hình là những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật. Ví dụ, cô có câu: bà em lom khom quét rác trong sân vườn. Vậy thì chúng ta vừa ôn khái niệm về từ tượng thanh và từ tượng hình. Câu số 2, các em sẽ tìm những tên loài vật là từ tượng thanh. Nghĩa là khi đọc lên chúng ta lại mô phỏng được âm thanh của tự nhiên hay của con người. Ví dụ khi nhắc đến meo meo là các em hiểu ngay đó là con mèo. Còn con bò thì sao? Bò. Còn tắc kè kêu đúng ngay giống tên của nó, tắc kè. Đó là những tên loài vật là từ tượng thanh. Câu số 3. Chúng ta sẽ xác định từ tượng hình và giá trị sử dụng của chúng trong đoạn trích sau. Đám mây lớn đớm, tám như đuôi con sóc nối nhau bay quấn sát ngọn cây, lê thê đi mãi. Bây giờ cứ loáng thoáng nhạt dần, thỉnh thoảng đứt quãng, đã lồ lộ đằng xa một bức vách trắng toát. Tô Hoài. Vậy đầu tiên mình xác định từ tượng hình. Chúng ta dễ dàng nhận ra, từ tượng thanh và từ tượng hình, đa phần đều là những từ lấy, có những trường hợp đặc biệt là từ đơn âm. Do vậy nhìn ở đây, chúng ta dễ dàng nhận ra những từ tượng hình đó là lớm đớm, lê thê, loáng thoáng và lồ lộ. Vậy thì giá trị sử dụng của chúng trong đoạn trích sau đây có một tác dụng đó là mô tả hình ảnh đám mây một cách cụ thể và sống động hơn. Các em thân mến, cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong phần tổng kết về từ vựng. Giờ đây các em về nhà xem lại bài học và làm bài tập, xem trước bài đồng chí và soạn các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 130. Các em thân mến, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Cô chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Thân ái chào các em.